Ở đây tôi có một cái tivi này các bạn ơi. Here I have a television. Tivi mình sẽ nói là television. Television. And this is its remote control. Remote control mang nghĩa là cái điều khiển tivi các bạn ạ. Vậy chúng ta sẽ có từ television and remote control. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nghe một số từ vựng liên quan đến từ này nhé. Bây giờ chúng ta muốn nói rằng là bật tivi lên, chúng ta sẽ sử dụng từ turn on. Turn on. Turn on the TV. Turn on the TV mang nghĩa là bật TV lên. Turn on the TV. Turn on the TV. Thế bây giờ chúng ta bật rồi thì chúng ta sẽ có động từ tắt. Tắt sẽ là turn off the TV hoặc là turn the TV off. Turn the TV off. Turn on the TV or turn the TV off. Các bạn muốn tăng âm lượng lên thì chúng ta sẽ sử dụng cụm từ volume up. Volume up. Còn nếu mà bây giờ mình muốn giảm âm lượng đi, chúng ta sẽ có từ volume down. Volume down. For example, it is too noisy. Please volume down. It is too noisy. Noisy ở đây mang nghĩa là rất là ồn ào. Please volume down. Okay. Vậy khi mà các bạn điều chỉnh, các bạn ghi nhớ cho cô từ volume up and volume down. Khi mà chọn kênh thì các bạn có thể nói là select the channel. Select the channel. Select mang nghĩa là lựa chọn. The channel mang nghĩa là kênh. Select the channel. Select the channel.